Tiếp theo là một ván đấu vô cùng hay về công phu phế mã hãm xa của Giang Nam Tài Tử trong một cuộc giao hữu Việt Trung giữa đại sư Vương Bân và kỳ thủ Trần Chánh Tâm của Việt Nam diễn ra vào tháng 12 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời quý vị cùng đón xem.